Xin chào các bạn, tôi là Cầu đến từ Học viện Gizento. Chào mừng các bạn đến với buổi học tiếp theo của khóa học cầm tay chỉ việc thiết kế nhà ống thực tế từ A tới Z. Thì buổi học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách import một cái mặt bằng bố trí công năng từ AutoCAD sang 3ds Max. Thì như buổi học hôm trước thì chúng ta có làm một cái mặt bằng thiết kế công năng. Đấy, thì chúng ta sẽ import cái mặt bằng này vào 3ds Max để thực hiện cái bước lên phối cảnh 3D bằng phần mềm 3ds Max. Đấy, thì với cái mặt bằng này thì chúng ta sẽ bỏ đi những copy ra một cái khác nhé. Copy ra, chúng ta sẽ bỏ đi những cái không cần thiết, ví dụ như lưới trục này. Đấy, thì các bạn vẫn dùng cái lệnh lay ISO, tôi lưu tắt là phim số 4. Đấy, mà xóa cái lưới này đi. Lay on, tôi lưu tắt là phần mềm số 3. Xóa những cái này đi. Đấy, cái hack này các bạn cũng xóa đi. Đấy, thì các bạn xóa cái phần hack này đi. Cho nó gọn. Nhưng khi import vào thì nó gọn gàng hơn. Đấy, các bạn là quét chọn đặt bạn đánh lệnh W block cách. Đấy, các bạn sẽ lưu ra một cái như tôi là tôi lưu ra desktop đi. Tôi lưu ra desktop. Tôi lưu là mặt bằng tầng 1. Save. Ok. Bây giờ tôi đã có một file ở bên ngoài desktop. Đấy, là mặt bằng tầng 1. Tiếp theo là tôi mở phần mềm 3ds Max lên. Đấy, khởi động phần mềm 3ds Max lên thì các bạn sẽ có một cái giao diện như vậy. Đấy, chúng ta vào phần Max, chọn Import. Đấy, đưa vào đường dẫn là desktop, bạn chọn mặt bằng tầng 1, Open. Open thì các bạn ok thôi, vì những cái thông số này thì nó đã thiết lập và mặc định sẵn hết rồi. Bạn ok. Đấy, thì chúng ta đã có một cái mặt bằng trong 3ds Max. Với cái giao diện này thì nó đang là giao diện 4 màn hình. Thì để mà chọn mà để full một màn hình lên thì các bạn kích vào màn hình này. Perspective là phối cảnh, các bạn nhấn Alt W. Đấy, thì sẽ ra full màn hình. Các bạn ấn T, quay về mặt top, bấm phím tắt T, Z để zoom. Đấy, TZ nó sẽ quay về mặt top và zoom lại cái phần, cái đối tượng mình chọn. Đấy, bạn bấm phím G để ẩn những cái hệ lưới phía đằng sau đi. Đấy. Đấy, thì chúng ta đã có một cái mặt bằng 2D ở trên AutoCAD qua 3ds Max. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ dựng cái phần tường bao. Để dựng cái phần tường bao này thì chúng ta sử dụng một cái công cụ, đó là công cụ vẽ đường line trong 3ds Max. Đấy, các bạn chọn vào đây ạ. Đây là Geometry, đây là những cái đối tượng 3D. Shape, đây là những cái đối tượng 2D. Đấy. Line, đây là những đối tượng đèn, ánh sáng. Camera, đây là những cái đối tượng về camera. Helper, đây là những cái trợ giúp. Đấy, này thì mình cũng không sử dụng đến. Đây, ta vào phần Shape. Đấy, ta chọn phần Line. Đấy, các bạn sẽ bo những cái phần tường này lại. Bo phần tường này lại. Đấy. À, trước khi bo thì các bạn nhớ là bấm phím S để lựa chọn cái chế độ bắt điểm. Đấy, chúng ta kích chuột phải vào cái phần Snap. Snap này, Snap thúc này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Chúng ta kích vào Vertex. Để chúng ta chỉ cần sử dụng cái Vertex này thôi. Ok. Rồi tắt đi. Bấm S. Khi mà nó hiện xanh như này là chế độ bắt điểm nó hoạt động. Đấy, thì bắt đầu các bạn kích vào những cái điểm như vậy trên cái phần tường. Đấy, phần cửa sổ chúng ta chừa lại. Đấy. Đấy, khi đóng lại thì
nó có hiện lên một cái bảng hỏi đó là bạn có muốn thực sự đóng lại không, thì các bạn chọn yes. Ok, tiếp theo thì vẫn select cái đối tượng này, các bạn chọn vào cái đối tượng 2D này. Để mà lựa chọn cái đối tượng 2D dễ thì các bạn chọn vào cái phần ô này, chọn save. Đấy, thì nó sẽ chỉ lựa chọn những cái đối tượng 2D cho bạn thôi. Đấy, thì mình chọn vào cái đối tượng 2D này. Các bạn chọn tiếp là grid line và modify grid line. Grid line này để mình tiếp tục cái phần những cái đối tượng 2D này. Những cái đối tượng sau mình vẽ thì nó sẽ tự động và hiểu đó là một đối tượng. Đấy. Đấy, các bạn chọn tiếp phần tường. Chọn tiếp phần tường. Đấy, để mà muốn back lại thì các bạn nhấn cái phím mũi tên để back lại. Tôi vừa mới chọn lỗi, tôi sẽ Ctrl Z lại, chọn lại. Chọn ra đến đây luôn. Đấy, các bạn sẽ chọn những cái phần phần tường. Yes. Phần tường này nhá. Ok. Phần tường này. Đúng lại. Ok. Đấy, các bạn là có một đối tượng 2D. Để mà xử lý cái đối tượng này thì mình dùng một cái lệnh khác để mình tạo ra cái khối tường. Mình dùng lệnh extrude, các bạn kích vào đây, bấm phím E, tìm đến lệnh extrude. Đấy, xong mình đánh vào. Đối với chiều cao của cái tòa của cái này thì mình sẽ kiểm tra chiều cao mà bằng tầng 2 đi. Đấy, thì chiều cao của tầng 1 đang là rất là cao. Tầng 1 mình thấy đang rất là cao, 5 mét. Đấy, mình 5m8. Ui, mình kiểm tra lại cái số cái mặt cắt xem nào. Có thể đây là thông tầng. Cấu cắt 1:1. Đấy, ai. Đấy, thì tầng 1 này nó là, đây là thiết kế của cái tầng bán hầm. Bán hầm ạ. Thì tầng 1 này thì nó chỉ thực ra thực chất thì nó chỉ cao 3m9 thôi. Đấy, thì mình sẽ để chiều cao nó là 3m9. Ok. Quay lại phần mềm mắt, chọn chiều cao 3m9. Đấy, vậy là mình đã có một cái khung tường rồi. Cái khung tường cho cái công việc thiết kế khung tường đã xong rồi. Thông thường thì mình sẽ chọn cái màu ghi để cho nhìn nó đỡ lè lè. Đấy, thì mình kích vào đây, chọn ra một cái màu trước khi mình đặt vật liệu. Mình chọn màu ghi và mình sẽ lưu tên nó đi cho mình kiểm soát cho nó dễ. Tường bao. Và đấy. Đấy, thì mình đã có là cái phần tường bao cho mình rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Bài học tiếp theo mình sẽ dựng các cái phần như là cửa, cầu thang. Hẹn gặp lại các bạn.